Cảm ơn Chúa, tối hôm qua con vào Zoom nói chuyện với cầu nguyện, rồi nói chuyện với lại mục sư, với lại chị Tuyết Hương. Cái tối con vui mừng quá, vui mừng đến nỗi không ngủ được tới sáng Cảm ơn luôn, Chúa. 3 giờ sáng bắt đầu rồi mới ngủ. Cái ngủ xong rồi ngủ khoảng 2 3 tiếng đồng hồ dậy, nhưng mà người nó cũng vẫn còn sướng, vui sướng lắm, Wow, cảm nó ơn Chúa. lạ lùng lắm, nó vui mà không thể tả được, không thấy mệt luôn. Cái giờ sáng nay con có liên hệ với lại chị Tuyết Hương, nói chuyện với chị Tuyết Hương, nói lâu, hai chị em nói lâu lắm, tâm sự lâu lắm, vẫn thôi còn muốn nói, nhưng mà thời gian thì đến lúc là phải được nghỉ ngơi, cho Cảm ơn chị Chúa. Tuyết Hương nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, còn con cũng nghỉ trưa, rồi chiều nay con cũng đi ra biển ngắm cảnh, đi ăn tối với lại bạn của con, anh em trong chị em ở trong Chúa. Rồi nhiều cái phước hạnh lắm, con thấy niềm vui sướng ở trong lòng của con nó có Cảm ơn Chúa. cái niềm vui và cái hạnh phúc, và con có những cái mà mình cái hồi tưởng lại cái quá khứ, mà cái niềm vui ở trong quá khứ mình còn nhớ lại được. Còn trước đây con không có nhớ mấy cái đó, mấy cái đó trước đây là con nhớ, mình con bị quên, bây giờ con nhớ lại những cái gì mà nó vui, nó mang lại cho con, đem lại cho con. Cảm ơn Chúa vô cùng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Rồi Chúa cho ăn uống tất cả mọi thứ trở lại bình thường hết rồi phải không? Dạ, ăn uống bình thường một sư. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì tốt quá. Nghe nói là con cũng có đọc lời Chúa, con cũng có thuật lại là yêu mến lời Chúa và có suy gẫm lời Chúa, có đọc kinh thánh nữa ha. Đó là cái hành trình Dạ, đúng rồi. phước hạnh mà Chúa mong thấy ở mỗi con cái của Chúa. Ngày hôm qua con không ngủ, con lấy kinh thánh ra con đọc, rồi con cầu nguyện với Chúa, con hát nhạc thánh ca. Ủa, 2 3 giờ sáng con hát bình thường, ở nhà con hát bình thường, Wow, cảm nó ơn Chúa. vui quá nên là con hát thôi. Amen. Con Bây hát giờ vui, con không biết nói cùng ai, con nói cùng với thôi. con có bài hát gì muốn ngợi khen Chúa giống như chị Tina ngày hôm qua không? Hôm qua chị Tina Tina hát một bài hát rất là cảm động. Mình cảm nhận được Dạ, cái mục lời sư, của bài nhờ hát mục đó. sư mở cái bài mà bài mà bài gì ta, bài mà Ngài là Jehovah đấng chớ lệnh tôi, Ngài là Jehovah Hát đấng, đi. nhờ mục sư mở Có. mở giùm cho con bài đó đi. Bởi vì trên Zoom á mà mở nhạc rồi khác ngoài Zoom mà hát á thì nó bị latency, nó bị chậm hơn một hai À giây. rồi rồi, Cho con mở nên bài này, bây giờ mục sư nói con nghe nè. con mở cái Cái bài hát gọi là Jehovah, lời là của mục sư Cao Hữu Trí ở bên California. Ông viết năm 1995. dạ. Nhạc á là của một nhạc sĩ tên là Trần Khánh Tường. Anh Trần Khánh Tường này thì ảnh là gốc của ảnh là miền Tây. Ảnh học sáo trúc và ảnh là một trong những người thổi sáo giỏi nhất ở Việt Nam khoảng thập niên 80, mục sư khoảng thập niên 90, mục sư học chung với ảnh. Mục sư là người hòa âm cái bài đó đó. Mục sư là cái người hòa âm cái bài đó năm Dạ. 1995. Và cái bài đó đó là cái bài nói về sự chữa lành đó, đấng chữa lành đó. Đó, cho nên bài đó đó chắc Dạ. bữa nào mục sư sẽ khôi phục lại cái soundtrack cái bài đó và cái nhạc cái bài đó để mục sư đưa lên. Cái bài đó nếu mà tính ra tới bây giờ cũng đã được là 28 29 năm rồi, lâu rồi đó. Đó, rất là vui vì con hát Dạ. bài đó. Nó đem đến sự chữa lành khi mà mình tin vào Dạ. quyền năng chữa lành của Chúa. Bây giờ con tôn vinh Chúa bài hát đó rồi con sẽ cầu nguyện luôn ha. Rồi, mục sư mời con thôi, Dạ. con cầu nguyện trước đi rồi con hát cũng được để mình chuẩn bị giọng của mình. Thì con cầu nguyện cho cái hành trình theo Chúa của con, xin Chúa bảo vệ và gìn giữ những gì mà con có. Và hôm qua con có thổ lộ với vọng canh
và tất cả cũng có một siêu trong đó, thì con mong muốn là một ngày kia thì mình sẽ không dùng thuốc nữa đó, nó sẽ đi đến cái giai đoạn là mình sẽ không lệ thuộc vào thuốc men nữa, nhưng mình lệ thuộc vào Chúa hoàn toàn, là Chúa chữa lành cho con hoàn toàn. Con công bố điều đó ra buổi sáng hôm nay. Rồi con cũng cầu nguyện cho mục sư nữa. Hôm qua mục sư bị ho, không, sáng giờ hướng dẫn mà vẫn còn ho Chúa chữa lành để không cần bị ho nữa, hoàn toàn được chữa lành, được khỏe mạnh. Đó, mình cầu nguyện cho người khác mà mình được cũng cũng được chữa lành luôn nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi. Cầu Ngày nguyện hôm cho qua bà con nội nữa, cầu nguyện cho bà nội, hallelujah, bà nội được sức khỏe và trí nhớ để bà nội nhớ lời Chúa, có trí nhớ để mà sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Bà nội, hả bà nội ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi con nói đi. Con có điều gì con muốn tâm tâm tình nữa? Dạ, ngày hôm qua con có cầu nguyện cho mục sư, cho bà nội Hallelujah, cho chị Thúy Hương, Nghe. với cho chị Thu Hồng nữa. Dạ, cho cô Ánh Tuyết nữa. Amen, cảm ơn Chúa. Vâng. Chúng ta hiệp ý với lại Hồng Phúc để Hồng Phúc công bố sự chữa lành cho Hồng Phúc nè, cho mục sư nè. Bệnh ho 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 của mục sư, rồi cho cô giáo sư Ánh Tuyết đang hầu việc Chúa ở Việt Nam, cho bà nội Hallelujah có sức khỏe, và những gì mà Chúa để trong Hồng Phúc, Hồng Phúc cứ công bố ra giờ này trong lời cầu nguyện để Chúa làm vận hành theo cái điều mà Hồng Phúc công bố, như là một cái sự dự phần ở trong sự cầu nguyện của Vọng Canh ha. Xin mời Hồng Phúc cầu nguyện. Xin mời mục sư và tất cả mọi người hiệp ý với con trong lời cầu nguyện. Amen. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa vào một buổi sáng tốt lành ở Mỹ, buổi tối phước hạnh ở Việt Nam. Con cầu nguyện cho mục sư David Đông mau chóng khỏe mạnh, lành bệnh, không còn ho nữa. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu, xin xin huyết của Chúa bao phủ lấy phòng Zoom này, xin huyết của Chúa bao phủ từng mỗi người, từng mỗi người trong trong phòng Zoom được khỏe mạnh, được bình an ở trong cánh tay của Ngài. Xin Chúa cũng nhớ đến bà nội Hallelujah. Xin Chúa cho bà được khỏe mạnh, được bình an trong ơn của Ngài, và mỗi buổi sáng bà tung tiếng với Chúa, ra mắt Chúa mỗi sáng, và cho con được khỏe mạnh hoàn toàn ở trong Chúa, cho con hết bệnh hoàn toàn ở trong hết bệnh hoàn toàn. Con công bố trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ người Nazareth, con công bố con là con gái của Đức Chúa Trời, là công chúa của Cha, là người mà được Cha được yêu thương, Cha yêu thương và Cha chữa lành hết mọi bệnh tật, Amen. mọi đắng cay, mọi mọi tổn thương ở trong lòng của con. Xin Chúa chữa lành, chữa lành hoàn toàn, và cho xin Chúa khôi phục lại trí nhớ của con, khôi phục lại những cái trước đây mà Chúa đã tạo dựng con, và khôi phục lại cái neuron thần kinh của con như lúc ban đầu mà Chúa tạo dựng cho con. Chúa ơi, trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ người Nazareth, con công bố con là người khỏe mạnh và được yêu thương và có ơn trước mặt Chúa, ơn trước mặt mọi người, là xin Chúa cho con khỏe mạnh để con rao giảng tin lành lời của Chúa, rao giảng lời của Ngài cho tất cả mọi người mà con biết đến và hoặc là không biết đến đi nữa, cho con đi được nhiều nơi, nhiều nơi để con rao giảng tin lành Amen. cho Cảm ơn nhiều Chúa. người. Hallelujah, ngợi khen Chúa của con. Cảm ơn Amen. Chúa Cảm ơn cho Chúa. con biết đến vào phòng Zoom của mục sư David Đông, để mỗi buổi tối con vào Zoom Amen. con Cảm ơn cầu Chúa. nguyện Phải cùng Chúa. với lại mà các cô dì chú bác và các ông bà, rồi cả với mục sư, con có được sự khích lệ, có được niềm vui, có được có nhiều chị em hơn nữa, được tâm tình và tâm sự với nhau hiểu hơn nữa. Chúa ơi, là cho con được được giải phóng, được tự do ở trong Chúa. Chúa ơi, Amen, cảm con ơn không Chúa. còn cảm thấy lẻ loi nữa. Chúa ơi, giờ đây con cảm thấy được yêu thương, được Amen, cảm ơn như có Chúa. một gia đình thật sự ở trong lòng của con và trong trái tim con nữa. Chúa ơi, con Cảm ơn cảm ơn Chúa. Chúa vô cùng, cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Và con cũng cầu nguyện cho cô Ánh Tuyết, cho cô về Việt Nam được khỏe mạnh, được bình an. Con cầu nguyện cho chị
Tuyết Hương mau chóng vào dâm và được được Chúa ban cho chị sự dư dật, rồi cho chị một sức khỏe tốt và luôn vui vẻ ở trong niềm vui của Chúa ban. Amen, cảm ơn Chúa. Con cũng chúc phước lên cho con cũng cầu nguyện cho chị Tú Loan, cho xin Chúa chúc phước lên cho chị, cho môi miệng của chị nói rõ ràng hơn, cho Amen. sức khỏe của chị được tốt. Con ngợi khen Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi của con thành kính cầu nguyện, thành kính cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Hồng Phúc, một con cái yêu dấu của Chúa vừa mới ra khỏi bệnh tật, Chúa chữa lành. Và bây giờ sẽ ngợi khen Chúa bài nghe lời Jehovah, Chúa chữa lành con. Amen. Dạ. Để con đây. Và mục sư đệm đệm trên trên cái đàn này cũng được nè, nhưng mà nó sẽ cái tiếng đàn nó sẽ đi chậm hơn con chút. Đó là con Dạ tôi con. tính mở, mở sao track Dạ. rồi, rồi con hát đi. Dạ con xíu. Ừ. Con mở cái karaoke này ta ta cũng hát luôn. Đúng rồi, đó có karaoke mà, đó hát ở bên karaoke bên đó là tuyệt vời. À, Điện thoại. đúng rồi, ở trong điện thoại luôn thì mình hát nó mới match với lại cái tiếng hát của mình. Còn nếu mà từ cái nguồn chỗ chỗ cái máy khác đó thì nó sẽ đi chậm hơn. Ừ. Vậy rồi bây giờ cô hát nha. Amen. Hãy phúc hát Rồi, phúc hay đâu bên quá. Chúa nè. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Đến với Nghe ngài Ngài bạn bằng ơi, Ngài là đấng ơn. chữa lành. Bao bệnh tật đắng cay, bao khổ đau chồng chất. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Ngài là Jehovah, đấng chữa lành tôi. Đến với Nghe Ngài ngài bạn bằng ơi, Ngài là đấng chữa ơn. lành. Đến với Ngài bạn ơi, đến với Ngài bạn ơi. Bài điển nó Amen. ngắn như vậy đó một sư Đúng ơi. rồi. Bài này mục sư dự phần 29 năm trước mà sao mục sư không nhớ được. Đó. Biết hồi đó là viết thêm lời nữa nhưng mà Nhưng mà như con đó. không hát theo karaoke, con hát theo cái sự nhớ của con luôn. Đúng rồi, vậy là tốt Con đó. cho con nhớ con hát luôn. Lắm đó nha. Mỗi ngày Amen. Hồng Phúc có hát một bài nhớ không? Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn Chúa. Ok một À, ok hay bạn lắm đó ơi. con. Dạ. Cảm ơn Chúa vì Hồng Phúc vừa mới cất lên tiếng hát của một người được chữa lành. Amen. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tôn vinh Chúa chung với nhau một bài hát về sự chữa lành. Hồng Phúc cũng hát bài này với vọng canh để công bố sự chữa lành của Chúa ở trên cơ thể của mình. Chút nữa xong rồi tới chị Lượm nha. Cảm ơn Chúa. Hôm nay là chị Lượm vô được đây. Chào Lượm, Lượm ơi. Lượm mở micro lên đi, mục sư cũng mở video lên đây đó, thấy không? Một người mở micro còn người mở video lên. Chào Lượm. Không có nghe Chào Lượm sếp. nói. Chào. Công việc sao rồi Lượm ơi? Ừ. Thì công việc cốt thì cũng ổn, cũng vậy đi mục sư, thì em cũng đi lựa tôm, anh Tâm cũng đi làm. Dạ. Thì Nghe giọng cũng miền ổn. Tây, nghe giọng miền Dạ. Tây thấy chân chất rồi ha. Cảm ơn Chúa. Dạ. Nội cũng miền Tây nè. À, bà nội là Cần Thơ, còn chị Lượm là Cà Mau. À, còn xa hơn chút nữa là miền Trung là Đà Nẵng, là Hồng Phúc ha. Đó, mình có ba miền vô luôn. Đó. Con mới đi miền Tây về đó mục sư. À, vậy hả? Con đi Cần Thơ với lại là đi Cà Mau về. Vậy đó. Hay À, quá. cảm ơn Chúa. Tết. Chúa ban phước cho tất cả quý bạn chị em. À, Chúa cho mình đi đây đó để mà mình thờ phượng, mình hầu Chúa. À, chị Lượm có điều gì muốn muốn kể cho vọng canh để cầu thay cho Lượm không? Bà nội cũng sẽ cầu nguyện cho Lượm. Em mở một sư với nội cầu nguyện tôm của em nó hơi bị trục trặc rồi. Dạ, tôm nó có những con thẻ nó bị bệnh một sư. Oh, dạ.
em cũng cầu nguyện, anh Thắng cũng cầu nguyện đêm đem sổ coi nó như thế nào. Vâng. Thì cũng mượn bà nội với mục sư với trinh đồng hội đồng cầu nguyện cho những cái vuông tôm của em, những con tôm đó được chữa lành. Dạ. Con tôm đó nó bị lớn rồi mà nó bị bệnh gì lượng? Nó thẻ chứ xuống thì bình thường, mà con tôm thẻ 30 con một ký. 30 con một ký thì cái con tôm nó bị cái gì hồi nãy lượng nói đó? Nó đỏ, đỏ mình. Đỏ mình. Nó đỏ mình, nó hiện tượng nó bị bệnh. Dạ. Ở trong cái vuông tôm của lượm đó ha. Tôm của em nó tôm đó thì siêu nhiên thôi, trong vuông nó xanh sản ra tự xanh. Còn như con sút là em phải mua con giống em thả vô nó mới có. Mà dạ. con tôm sú thì không bệnh, mà con tôm thẻ thì bệnh phải không? Mà hiện bây giờ thì nó bị lớn, hiện bây giờ thì nó bằng ngón tay của mình không? Bằng ngón giò cái đấy mục sư, nó tới 30 con một ký là nó bằng ngón giò cái. Mà hiện bây giờ hả, nó bị bệnh mà nó cỡ nhiêu đó đó hả, là nó được lớn lên tự nhiên trong cái vuông của mình đó hả? Vuông nó là tự nó xanh ra, đất xanh ra rồi nó lớn luôn, cái đó là mình không thả gì hết, có chỉ quả nó bị bệnh. Ok thôi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta hiệp lại cầu nguyện liền cho cái vụ mùa này, bởi vì chúng ta đã từng cầu nguyện xin Chúa ban phước cho cái việc nuôi trồng thủy sản của gia đình chị Lượm. Mà bây giờ chúng ta nghe, chúng ta biết rằng ma quỷ nó cũng sẽ tìm cách thế nào để tụi nó lén lén vô, nó cắn gót một chút xíu, nó thọc cù lét một chút xíu, nó chọc phá một chút xíu. Đó. Nhưng mà nó không thể nuốt được chúng ta, không thể nuốt được. Bây giờ chúng ta cầu nguyện xin Đức Chúa Trời binh vực dân sự của Ngài, chữa lành cho đất. Bởi vì Kinh Thánh là trong sự ký nhì đoạn 7 câu 14 Chúa phán rằng nhược bằng dân sự ta được gọi bằng danh ta. Có phải chị Lượm được gọi bằng danh Chúa không? Có phải chị Lượm đang nhóm ở một hội thánh mà được gọi bằng danh Chúa không? Phải không? Đúng rồi. Chúa nói rằng nhược bằng dân sự ta được gọi bằng danh ta. Khi chúng ta ở trong nhà của Chúa mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta cầu nguyện, có nghĩa là căn nhà đó, hội thánh đó có danh của Chúa, được gọi bằng danh Chúa Giêsu. Chúa phán như thế là để cho chúng ta tạ ơn Chúa rằng hạ mình xuống, kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, trở lại, từ bỏ con đường tà. Tất cả mọi thứ này chúng ta đã làm hết rồi. Ăn năn, có điều gì sai, có điều gì không đúng, Chúa tha thứ, rồi trở lại, từ bỏ con đường tà. Rồi thì ở trên trời, Đức Chúa Trời sẽ rũ lòng nghe, tha thứ xứ và chữa lành cho đất. Quan trọng là cái câu chữa lành cho đất á. Chúa chữa lành cho đất đai. Cho nên đôi khi chúng ta cầu nguyện cho cái vấn đề chiếc xe bị hư, không phải chúng ta cầu nguyện cho chiếc xe, mà chúng ta cầu nguyện cho cái vấn đề đang làm cho cái chiếc xe đó, cái quyền lực ma quỷ hay là cái bóng tối hay là cái thế lực nào đó nó cản trở đó, nó phải buông tay nó ra. Thì đôi khi chúng ta cầu nguyện cho những cái vấn đề xung quanh chúng ta, đồ vật hay là hoàn cảnh, thì là chúng ta đang nhân danh Chúa Giêsu để Chúa chữa lành cho cái hoàn cảnh đó, Chúa chữa lành cho cái đất đó, thấy không? Chúa chữa lành cho những con thú mà chúng ta nuôi trong nhà nữa, nó bị bệnh, chúng ta cầu nguyện đặt tay cho nó để mà nó được lành lặn trở lại. Con tôm cũng vậy, Chúa chữa lành cho đất đai bằng cách Chúa làm phục hồi lại cây trồng, Chúa làm cho những cái con giống đó nó khỏe mạnh. Cho nên chúng ta công bố, chúng ta đòi cái điều đó, vì đó là cái quyền lợi của những người được gọi bằng danh Chúa. Chúng ta xác nhận là chúng ta được gọi bằng danh Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Bây giờ thì chúng ta cùng hướng về cái vuông tôm ở rạch gốc Cà Mau của gia đình chị Lượm Anh Tâm, và chúng ta công bố sự chữa lành của Chúa ở trên những cái con tôm tôm sú, tôm gì nãy mến, tôm thẻ. Cha ơi, buổi sáng hôm nay ở Mỹ là buổi tối ở tại Việt Nam, có một người chị em chúng con, Chú biết tấm lòng của chị em chúng con vào với một cái gánh nặng, với một cái tấm lòng nặng trĩu lo cho tương lai của cái vuông tôm của mình. Trong khi những con tôm sú thì khỏe mạnh, không sao, nhưng những con tôm thẻ thì bị đỏ, bị bệnh, và điều này gây nên một sự lo lắng trong tấm lòng của chị em cũng như lòng của chúng con nữa. Trong danh Chúa Giêsu, con trở lại với lời Chúa trong sự ký thứ nhì đoạn 7 câu 14. Chúa ơi, chúng con là những người được gọi bằng danh của Ngài. Chúng con hạ mình xuống, kêu cầu Đức Chúa Trời. Xin Ngài
Vũ nghe, chúng con từ bỏ những cái con đường tà, chúng con từ bỏ những cái điều sai trật, những điều làm buồn lòng Chúa trong những ngày tháng qua. Và giờ này Chúa đưa chúng con đến đây, cảm ơn Chúa về ngày đưa anh Tâm và chị Lượm đến với nhau ở trong sự cầu nguyện giờ này. Anh chị đang giơ tay cầu nguyện, bởi vì đức tin chúng con đặt nơi Chúa, cầu nguyện cho những con tôm thẻ này, trong danh Chúa Jesus Christ người Nazareth. Chúng con đã cầu nguyện rồi, mục sư Thắng đã cầu nguyện rồi, gia đình đã cầu nguyện rồi, chúng con tin rằng Chúa đã chữa lành rồi, Ngài làm điều đầy tốt rồi, cảm tạ Chúa. Và giờ này chúng con tiếp tục công bố, chúng con ngợi khen Chúa về sự chữa lành của Ngài trên những con tôm này. Cảm tạ Chúa, bởi vì đầy tớ của Ngài đã cầu nguyện rồi, dân sự của Ngài đã cầu nguyện rồi. Bất kỳ lời cầu nguyện nào mà đặt đức tin nơi Ngài đều được Ngài đồng ý. Abba là cha chúng con, trả lời những việc lớn và khó cho chúng con. Cảm ơn Chúa, chúng con tiếp tục ngợi khen Chúa về sự chữa lành của Ngài trên những con tôm này. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Ngài khiến cho cái màu đỏ đó, cái con virus, những cái con virus, cái con, những cái con ký sinh làm cho cái con tôm thẻ này đang bị màu đỏ, không biết vì lý do nào. Dẫn danh Chúa Jesus Christ, Ngài đổi màu của nó, Ngài chữa lành cho những con tôm này, và Ngài cho chúng nó được phục hồi trở lại nguyên trạng là một con tôm thẻ bình thường, không còn bị bệnh. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, sẽ không dùng một viên thuốc nào, cũng sẽ không dùng một cái hóa chất nào để mà chữa bệnh cho chúng nó, nhưng dùng đức tin ở trong Chúa Jesus Christ, và tiếp tục cảm tạ Chúa về sự chữa lành của Ngài ở trên cái vuông tôm này. Ngày mai chúng con sẽ nghe những tin vui từ gia đình này, họ sẽ ngạc nhiên những điều Chúa làm trên họ, vì Đức Chúa Trời chúng con, Jehovah Đức Chúa Trời vạn binh, làm những điều lớn và lạ lùng. Ngài đang làm những phép lạ trong vọng canh cầu nguyện trong suốt 6 năm qua, và năm nay năm thứ 6 của chúng con thấy những điều lớn lao hơn của những năm ngoái, của những năm trước. Và đức tin càng đưa đến đức tin, ân điển càng thêm ân điển, ơn càng thêm ơn. Có nghĩa rằng khi chúng con có ơn thì Chúa sẽ thêm trên chúng con, Chúa sẽ gia sự vui mừng cho chúng con, gia mà còn thêm nữa, gia thêm sự vui mừng cho chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, mà chúng con cảm ơn Chúa, bởi vì ân điển của Chúa là dư dật ở trên mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu. Con chúc phước, Ngài ban bình an cho anh chị, anh Tâm và chị Lượm tối hôm nay. Gia đình sẽ ngủ ngon. Như chúng con nói như trong Thi Thiên rằng, hỡi Chúa, nhân danh Chúa, chúng con sẽ nằm ngủ bình an. Dù cho kẻ thù nghịch chúng con có rượu nho và bánh mì dư dật, nhưng chúng con có Jehovah Đức Chúa Trời chúng con, là Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời là Chúa bình an ở với gia đình này. Cảm ơn Chúa, bởi vì mọi sự ở trong tay của Chúa sẽ không sao đâu. Cảm ơn Chúa. Vâng, giống như Chúa Giêsu khi Ngài đến với gia đình của Tabitha, thì đứa con gái này đã chết rồi, nhưng mà Chúa Giêsu đã nói với cha mẹ chúng nó rằng không sao đâu, sẽ không sao đâu. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng con cũng được lời Rema mà Chúa đã phán với chúng con, sẽ không sao đâu. Chúng con cảm ơn Ngài, còn chúc phước để cho gia đình này sẽ không sao đâu, sẽ vui mừng ở trong Chúa như lời của Ngài đã ban cho chúng con. Con sẽ ngủ bình yên trong tay của Ngài. Tạ ơn Chúa về sự chữa lành. Chúng con không nói thêm những điều gì khác, chúng con không công bố, chúng con không la, chúng con không làm điều gì khác hơn là sự cảm tạ Chúa, bởi vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi tới Chúa. Tôi tới Ngài đã cầu nguyện rồi, và hai vợ chồng này đã cầu nguyện rồi, nhiều con cái Chúa đã cầu nguyện rồi, và lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện quyền năng nhất mà chúng con đã được nghe, đã được biết. Hôm nay chúng con ngợi khen Chúa về những điều mà Ngài đã làm cho họ, để họ nhận được điều đó sớm một cách nhanh chóng. Con ngợi khen Chúa của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa Giêsu chúng con, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời kêu cầu, thỉnh cầu mà chị Lượng với anh Tâm vừa mới đưa. Anh Tâm dễ thương ở chỗ là nghe vợ cầu nguyện giơ tay là bỗng nhiên ở đâu trong góc nào của cuộc đời xuất hiện đứng sau lưng vợ liền. Amen, cảm ơn Chúa. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Yeah. Vâng. Anh Tâm khỏe không? Anh Tâm khỏe không? Dạ cũng cái lưng giờ cũng không bằng nặng được. Amen, cảm ơn Chúa. Từ lúc vô vọng canh cầu nguyện, anh em cầu nguyện cho anh Tâm thì Chúa cho anh sức khỏe, Chúa chữa lành cho anh. Tiếp tục nhờ kỹ Chúa ha. Dạ. Sức khỏe thì ổn. Amen. Có cái đi làm sao còn không đi thì nó cũng ổn.
À, đợt này anh Thắng xuống anh Thắng mua cho một bọc thuốc mà bắt uống mấy ngày nay thì thấy cũng ổn nữa, dạ ngủ được, dạ phè. Cảm ơn Chúa. Dạ. Vui quá. Cũng lo lắm, bao gì đó. Chúng mua cho một bọc thuốc khủng khiếp. À, là nhờ một siêu thắng đem xuống giùm á hả? Em anh Tâm thì nói nhất nhất vậy rồi anh tự anh mua anh đem xuống ra chứ. À thì đó dạ, à, thương một sư thắng lắm, một sư thắng lo cho tín đồ. Dạ, cũng cầu nguyện cho một sư thắng. Dạ. À, cho cái lưng của một sư thắng ha. Dạ. Vâng, chúng ta vẫn tiếp tục công bố sự chữa lành của Chúa cho một sư. Dạ. À. Ốm chứ bữa nay mập có thịt lại đặt này xuống mập. Amen. Dạ. Cái gì bữa hổm một sư thắng xuống 2 ngày giữ lễ tang của mà vợ bên vợ của em thứ bảy của em đó. Dạ thì ảnh về chảnh này giờ cũng bữa nay cũng dừng lại lễ tang nữa đó. Dạ. Dạ nó chủ nhật này sao đặt chủ nhật này, này à chủ nhật này là gặp lại gia đình của anh Tâm với chị Lượm rồi, tại vì một xuyên chia sẻ cho Thánh Vườn Nho đó. Cho nên là gặp lại hai vợ chồng à, mà anh Tâm vẫn còn nhớ mà online với lại hội thánh mỗi chủ nhật phải không? Dạ. À vậy là trên hội thánh như một sư đông như một sư thắng hết. Amen, cảm ơn Chúa, vui quá. Nhanh quá, mới vừa giảng cho mùng 2 Tết rồi bây giờ ra tới mền luôn rồi, hết mùng rồi. Dạ. Anh Tâm với lại chị Lượm có bài hát gì ngợi khen Chúa không? Có chuẩn bị không? Có tới chủ nhật đi. À chủ nhật đi ha. Dạ. Thì mọi người lâu lâu nghe hai vợ chồng hát tôn vinh Chúa thì cũng được khích lệ đó. À, rồi vậy thôi thì mục sư sẽ mời chị Lượm cầu nguyện Chúa, Chúa ban ơn cho mục sư để mục sư học vì Chúa với lại hội thánh Vườn Nho quận 2 Rạch Gốc. Rạch Gốc thì nhớ mấy nhà của anh của Thảo phải không? Dạ. Của chồng Thảo. Dạ. Mong ước có dịp đi về đó nhóm thấy cái phòng Chúa cũng cho khang trang quá. Dạ. Được vô cái căn biệt thự mùa gió chướng của anh chị cũng vui lắm á. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa cho mình cho mọi sự mình thỏa lòng hết. Cảm ơn Chúa. Dạ. Thấy sao? Thì mời Lượm cầu nguyện cho mục sư được ơn, cầu nguyện cho bà nội hallelujah được ơn, cầu nguyện cho bà mục sư Tấm An, Suya với bà nội cũng được khỏe mạnh. Hôm bữa Lượm có đi nghe bà mục sư Trung Khâm Lộc chia sẻ lời Chúa không? Ở hội thánh Cà Mau á. Dạ không, bởi vì giữ cái đám tang của thằng em đó, em không có đi. Ờ à, vậy đó. Ồ, đám tang của người em hả? Cũng như em nha, em cũng như em dâu á. Ờ, cha em dâu. Của em dâu. Dạ thứ bảy nhóm em nhóm nhà nó anh Tâm nhóm đó nhà của Thảo đó nhà, ôi, nhà đó. Của Thảo tức là cha vợ của Thảo hả? Dạ. Dạ có thấy một sư Thắng với lại hội thánh Vườn Nho xuống nhóm một sư Tâm giảng nữa đó, một sư Ngọc Tâm cũng đến để an ủi gia đình và chia sẻ lời Chúa. Dạ rất là được khích lệ. Dạ cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ mình hợp ý với chị Lượm ha. Chú ban phước cho cầu nguyện cho mục sư được ơn, cầu nguyện cho bà nội hallelujah, cầu nguyện cho bà mục sư Tấm An. Dạ, và những người hầu việc Chúa như mục sư Thắng nữa, chúng ta công bố sự chữa lành của Chúa, cảm tạ Chúa về sự chữa lành ở trên mục sư Thắng. Dạ, mục sư Thắng mới liên lạc với mục sư nhắc là Giang Đông nhớ chủ nhật này chia sẻ cho hội thánh. Mùa Sư Thắng sợ mình quên, Mùa Sư Thắng nhắc. Dạ, Mùa Sư Thắng dễ thương, chu đáo. Dạ rồi, bây giờ chúng ta ý với lại Lượm ha, mà chị Lượm cầu nguyện. Dạ, em xin phép được cầu nguyện ạ. Dạ. Con lại ban ngôi Đức Chúa Trời là đời của con, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Xin Chúa chúc phước cho sư Nhân Đông được ơn, được phước Ngài, được lời chia sẻ bóng trái thánh linh của Ngài nhiều hơn nữa. Xin Chúa sức dầu đặc biệt, sức dầu mới cho mục sư được ơn được phước để chia sẻ những lời Chúa cho chúng con được hiểu biết và tìm hiểu nghe, được học những gì mục sư đã trải qua, mục sư đã học hỏi những lời mà Chúa đã dạy dỗ cho mục sư thì mục sư đã truyền lại cho chúng con để chúng con được hiệp thể với nhau, được giang đôi tay với nhau để ra đi giảng lời của Ngài
khắp đất này nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước đặc biệt trên đời sống của mục sư nhiều hơn, những công việc làm của mục sư cũng được ơn được phước của Ngài, được thịnh vượng hơn, được thay đổi hơn nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, mục sư là người được ơn để gô mang cầu nguyện cầu thai cho những các đất nước Việt Nam, cho những chị em con gái Chúa, được Ngài, được thánh linh của Ngài nhiều hơn nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng chúc phước cho bà nội được sự sức mới, được chi sức mới hơn nữa, được khỏe mạnh hơn, sức giàu mới hơn nữa, đôi mắt và sức khỏe của bà cũng được khỏe mạnh và đôi mắt cũng được sáng, và tâm trí của bà cũng sẽ được nhớ hết đầy đủ Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, con tin Chúa những người mà Việt sẽ sống lâu trên đất này nữa, được khỏe mạnh trên đất này nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng cầu, con cũng cầu nguyện cho bà mục sư Tấm An được bình an, được sự ban phước của bà nhiều hơn. Bà cũng là người ơn, người phước, cũng là người sự sức giàu của Chúa nhiều hơn nữa Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, Ngài là đáng yêu thương, Ngài là đáng che chở cho những con cái Chúa mà Chúa đã chọn để cho những con cái Chúa chia sẻ và hiểu biết và đọc những kinh thánh để rao giảng lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng chúc phước cho một chiến thắng được ơn được phước của Ngài, được cô mang được ơn phước mà chia sẻ mà Chúa đã giao cho một sư là một người để gánh những con cái Chúa, những mà một sư chăn những con chiên của mình mà Chúa đã giao, thì con tin rồi những con chiên ấy sẽ được được một sư thắng dạy dỗ bằng một cách siêu nhiên hơn nữa Chúa ơi. Con tin rồi, Chúa cũng sức giàu mới cho một sư thắng. Amen. Để một sư thắng con đường đúng đắn để làm những giác chiên của mình được đúng đắn hơn nữa, để được ơn được phước của Ngài nhiều hơn nữa Chúa ơi. Con xin rồi Ngài cũng chữa lành tất cả cho mục sư, được ơn được phước, mục sư sẽ được khỏe mạnh để đi truyền giảng, để đi những thăm con cái Chúa, đừng đặng để mục sư làm những công việc mà Chúa đã giao cho mục sư hơn nữa. Con cảm ơn Ngài. Amen. Con xin những các mục sư lên cánh tay của Ngài, được sự sức dầu mới của Ngài nhiều hơn nữa. Chúng con hiệp ý trong sự cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của chị Lượm. Rất là được khích lệ, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban ơn qua lời cầu nguyện của chị Lượm. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tôn vinh Chúa bài hát Giovannisi, Chúa của chiến trận. Ngài ban sự chiến thắng cho mỗi chúng ta, trên mỗi nan đề của chúng ta nữa. Amen. Bài này thì mời Lượm với lại anh Tâm hát lớn lớn lên nha. Đã hát giọng cổ không được thì hát bài này cùng với vọng canh để dành giọng cổ ngày mai hát, Chủ nhật hát nha. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa, Jehovah Nisi Nisi, Chúa của mọi đất thánh vinh hoàng, ngày ban cho ta chiến thắng thế gian. Nay ta luôn đất thánh nghèo đói, nay ta luôn đất thánh bình tờ, nay ta luôn đất thánh trang, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Lên tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đất thắng, đắc thắng, ngày chiến thắng thuộc về ta. Hãy cất tiếng hát lời khen Chúa, Jehovah Nisi Nisi, Chúa của mọi đất thánh vinh hoàng, ngày mang cho ta chiến thắng thế gian. Nay ta luôn đắc thắng nghèo đói, nay ta luôn đắc thắng bình tờ, nay ta luôn đắc thắng muôn trang, từ nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, 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 amen. Lên tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, đắc thắng, nay chiến thắng thuộc về ta. Amen, amen, amen. Lên tiếng hát khen danh Ngài, trong danh Cha ta đắc thắng, nay chiến thắng thuộc về ta. Nay chiến thắng thuộc về ta, chiến thắng, nay chiến thắng thuộc về ta. Nhau tụng hô danh Chúa Jehovah Sikinu, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Nhau tụng hô danh Chúa Jehovah Nissi, vì Ngài là cơ sĩ của những ai tin nơi Ngài. Jehovah Shalom, bình an cho muôn người. Jehovah Jireh, cùng cùng cam trái khó khăn. Đồng chúc ta, đồng lời khen. Jehovah Shammah, Chúa hiền hiền. Jehovah Rapha,
nên chưa lên bên tân mà vào tâm hồn cây đá. Và rồi chẳng giác sơn ngời, lòng được no nê an vui bên thánh có sơn, ôm được tươi mát thỏa mang khát khao trong ngày. Cùng nhau chúc tăng danh Giê-hô-va chí cao, cùng nhau tụm hồ danh Chúa Giê-hô-va Sikkenu, vì Ngài là Thượng Đế đấng không bình muôn đời. Cùng nhau tụm hồ danh Chúa Giê-hô-va Nisi, vì Ngài là cơn si của những ai tin nơi Ngài. Giê-hô-va Sa-lơm bình an cho muôn người, Giê-hô-va Jireh cùng cùng cắm trái khó ca. Lòng chúc tăng đồng người khen Giê-hô-va Sa-mát Chúa luôn hiện diện, Giê-hô-va Na-pha đấng chưa lan bên tân và bao tâm hồn cay đắng. Giê-hô-va Rohi chẳng giác dân ngài, hồn được no nê an vui bên thám có sàn, hồn được tươi mát thỏa mãn khát khao trong ngài. Cùng nhau chúc tăng danh Giê-hô-va chí cao, lòng chúc tăng đồng ngày khen Giê-hô-va Sa-mát Chúa luôn hiện diện, Giê-hô-va Na-pha đấng chưa lan bên tân và bao tâm hồn cay đắng. Giê-hô-va Rohi chẳng giác dân ngài, lòng được no nê an vui bên thám có sàn, ôm được tươi mát thỏa mãn khát khao trong ngài. Lòng được chúc tăng danh Giê-hô-va chí cao, cùng nhau chúc tăng danh Giê-hô-va chí cao. Amen. Cảm ơn Chúa. Như chúng ta cũng biết, Giê-hô-va danh của Chúa đó, danh Giê-hô-va đó có trên 50, có trên 50 cái danh xưng như vậy. Hồi ở Việt Nam tôi có cái quyển sách rất là hay nói về các danh xưng của Chúa. Và cách đây 30 năm, hơn 30 năm trước thì bắt đầu viết một cái bài hát về danh của Chúa. Cái bài này thì sau cái bài đó lâu lắm, hình như là lấy cái cảm hứng từ cái bài đó mà lâu rồi tôi không có hát lại. Lâu rồi, có một lần khi mà đi sang chỗ mục sư Châu Trọng Ngọc để mà thờ vượng Chúa bên đó, thì tôi nghe hội thánh nó hát lại cái bài mà mình chuyển ngữ từ cái một cái ca khúc ở Mỹ cách đây cũng 30-40 năm trước. Thật là thú vị. Thì các danh xưng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, quý vị biết rằng danh Giê-hô-va là danh mà Chúa mà dân Israel tôn thờ mà gọi Ngài, và Ngài tỏ cho dân sự của Chúa là danh xưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là danh mà Chúa tỏ cho dân Israel. Thì trong tiếng Hebrew, tiếng Hebrew cổ đó, thì những cái danh xưng này nó có ý nghĩa theo từng cái hoàn cảnh, từng cái mục đích mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ. Như trong cái trận chiến Amalek với dân sự của Chúa đó, thì Chúa là Giê-hô-va Nissi, là cờ xí. Nhờ danh xưng đó mà Chúa đã bày tỏ cho dân Israel về Chúa là Chúa của chiến trận. À, quý vị thấy đặc biệt không? Ở trong Kinh Thánh á, những cái danh xưng này á, nó đều có ý nghĩa hết. Mà nhiều khi người ta dịch, cái người chuyển ngữ Kinh Thánh á, người ta dịch ra tiếng Việt luôn, cho nên mình không biết những cái danh này. Nhưng mà Nissi á, là cờ xí, còn dịch ra thành cái chữ cờ xí thì sao mà chúng ta biết chữ Nissi, phải không ạ? Cho nên chúng ta đọc lại Kinh Thánh mà những cái bản mà bản tiếng Anh hay là những cái cổ ngữ đó, thì chúng ta mới nghe thấy là được những cái danh này. Ví dụ như Jehova Sama ở trong sách Ezechiel, đoạn cuối của Ezechiel á, có nói về cái thành đó đó, Đức Giê-hô-va ở trong thành đó, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ở đó, là Giê-hô-va Sama, rồi Giê-hô-va là Rapha, là đấng chữa lành, Rofeka, Rapha, Giê-hô-va Sama, Giê-hô-va Rohi là đấng chăn giữ. Và nếu chúng ta đọc ở trong sách Thi Thiên đoạn 23 đó, thì chúng ta sẽ thấy đến cái danh xưng Rohi ở trong đó, mà tác giả đã dịch ra mất, đã cái người chuyển ngữ người Việt á, đã dịch cái chữ Rohi đó thành đấng chăn giữ mất tiêu rồi. Cho nên chúng ta không có biết được cái gốc của cái từ Rohi đó. Cho nên những cái bài hát như thế này cho chúng ta được biết được các danh xưng của Chúa. Cho nên Chúa mới tỏ cho Môi-se một cái danh xưng rất là lạ lùng. Đó là gì? Ta là đấng ta là. I am who I am. Ta là đấng ta là.
Thì Môi-se hỏi: như vậy thì danh của Ngài là gì? Con sẽ gọi danh của Ngài là gì? Khi Chúa hiện ra cùng Môi-se ở trong Xuất Ký Chúa Ký đoạn 3 đó, ở cái bụi gai đó, thì ông mới hỏi: như vậy thì danh xưng của Ngài là gì? Thì Ngài phán rằng: ta là Đấng Ta Là. Có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh Ngài là Đức Chúa Trời. Quý vị thấy Chúa đặc biệt không? Nếu như trong lúc thiếu thốn, trong lúc thiếu thốn của chúng ta, thì Ngài là Đấng Rohi, là Đấng chăn giữ, Ngài là Đấng cung ứng mọi sự. Quý vị thấy không? Cho nên Chúa bày tỏ cái sự khôn ngoan tuyệt vời của Chúa. Cho nên quý vị ơi, chúng ta trong hoàn cảnh nào thì Chúa cũng là Đấng Ta Là cho chúng ta hết. Quý vị có amen điều đó không? Amen, cảm ơn Chúa. Giờ mà nãy chúng ta cầu nguyện cho chị Lượm với những cái con tôm thẻ bị bệnh màu đỏ đó, bị đổi màu đỏ nó bị bệnh đó, thì Chúa ơi, Ngài đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Ta là Đấng Ta Là chữa lành. Ta là Đấng chữa lành. Quý vị thấy không? Đặc biệt lắm. Cho nên danh của Chúa, Chúa mới nói rằng: chớ lấy danh ta mà làm chơi, chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Bởi vì danh của Chúa kỳ diệu, danh của Chúa lạ lùng. Thật là khốn khổ cho những ai khinh dễ danh của Chúa, không có biết tôn trọng danh của Chúa đó. Quý vị ha, nãy giờ tôi nói ra những cái bằng chứng như vậy, quý vị thấy đối với dân Israel đó là những điều kỳ diệu. Và khi họ nhắc đến danh của Chúa đó, họ không dám nhắc nữa. Có những cái lịch sử mà đó rồi, dân Israel không dám nhắc đến danh của Chúa, bởi vì danh của Chúa quá kỳ diệu đối với họ. Họ phải tắm, họ viết danh của Chúa ra, họ phải đi tắm á, rồi họ mới viết chữ Jehovah là Đức Chúa Trời. Họ phải rửa mình trong nước đó, họ mới viết được cái danh xưng của Chúa ra. Nên ngày hôm nay, bởi ân điển của Chúa Giê-xu, chúng ta dễ quá mà. Chúng ta đến ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta được công bố danh của Chúa Giê-xu. Ngài chính là Đấng Ta Là đó. Giê-xu ở trong Tân Ước, Ngài chính là Đấng Ta Là. Ngài là tất cả mọi sự. Ở trong Chúa Giê-xu đều thành tất cả mọi sự. Chúng ta nói amen ở trong Chúa Giê-xu đó. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta có một cái lợi thế rất lớn khi chúng ta sống trong ân điển của Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Quý vị, chứ hồi xưa đó, Chúa khắc nghiệt, Chúa nghiêm khắc lắm. Dĩ nhiên bây giờ Chúa vẫn còn nghiêm khắc, vẫn còn đòi hỏi chúng ta phải vâng giữ lời của Ngài. Nhưng mà trong cái thời kỳ ân điển này, chúng ta sẽ đến với Đức Chúa Trời qua danh Chúa Giê-xu một cách tự nhiên, một cách dễ dàng, một cách gần gũi. Bởi vì Chúa Giê-xu đã phá đổ bức màn ngăn cách, bức tường ngăn cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời rồi. Cho nên bây giờ chúng ta được tự do đến với Chúa Giê-xu. Ta cầu nguyện, ta thờ phượng. Qua tôi mới chiếu lên ở trên Facebook, đăng lên một cái buổi nhóm chục ngàn người ở một cái sân vận động. Và tôi đặt cho cái clip đó ở trong sự hiện diện của Chúa. Thì không có gì có thể so sánh được. Quý vị biết ha, ở trên sân khấu á, người ta nằm sắp dài xuống, nằm sải dài trên sân khấu. Vậy nó có nghiêm túc không quý vị? Nghiêm túc. Bởi vì trong sự hiện diện của Chúa, mấy ông tiên tri ông cũng nằm dài xuống. Ông Daniel thì ông ngất đi. Mê ly, ông Văn thì ông mê ly, ông có thể ông ngã lăn ra, ông thấy cái khải tượng của Chúa trong mọi tình thế, trong mọi tình huống, trong sự hiện diện của Chúa. Ở trong cái clip đó, những người thờ phượng đứng ở trên sân khấu, có những người nằm sắp xuống, quỳ xuống, sắp mặt xuống ở trong sự hiện diện của Chúa. Đến danh của Chúa là diệu kỳ như vậy đó. Cho nên cái bài hát này mình sẽ hát vào Chủ nhật tới đây. Tôi đưa vào trong sự thờ phượng để chúng ta hát những bài này, chúng ta công bố danh của Chúa, các danh của Ngài. Và tôi cũng sẽ dự định thu âm lại cái bài hát mà 40 năm trước tôi có làm. 30 mấy năm trước tôi có chuyển ngữ rất rất xưa, khoảng năm đó thì Hội Thánh Tư Gia hát rất nhiều, nhưng mà lâu rồi không có những cái bản chuyển, không có bản thu âm, cho nên là nó cũng mai một đi. Và cái bài này thì được đưa ra cách đây chừng 20 năm trở lại, nó trở nên rất phổ biến sau cái loạt bài mà tôi đã đưa cách đó mười mấy 20 năm trước nữa, 40 năm trước. Vâng, bây giờ chúng ta cầu nguyện Chúa cho sự nhóm lại vào Chủ nhật tới đây. Chúng ta cầu nguyện chúc phước cho sự thờ phượng của dân sự Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho con cái Chúa tham gia đông đủ, khỏe mạnh. Bà nội sẽ cầu nguyện cho cái điều này. Thì xin bà nội nhớ tới dân sự của Chúa, cầu nguyện cho các mục sư,
ở trong buổi trong sự giảng dạy cầu nguyện cho các con của chúng ta đi nhóm, đi thờ phượng Chúa. Các cháu chúng ta là những người trẻ quan tâm tới sự nhóm lại. Ai mà bỏ nhóm lâu rồi không có đi thờ phượng Chúa thì xin Chúa đưa tới nhóm lại với hội thánh ha. Dạ. Không biết sao hôm nay không thấy thầy cô Tịnh vô và vọng canh nha chị Nga. Chị Nga ơi. Dạ không biết rồi. Dạ không biết rồi. Ông bà đi làm rồi chắc. Chắc ông bà đi làm sớm rồi phải không? Mấy ngày nay bà đi làm sớm thì chắc mệt chắc. Dạ dạ. Cảm ơn chị Nga cho hay. Còn tình hình của mẹ chị sao rồi chị Nga? Nói chung mẹ thì có thằng em nó lên nó hỗ trợ đó mà thấy nó nói là cũng giảm được một tí xíu, tại thấy thằng con trai lên chăm bà thì bà có thể minh mẫn hơn một tí. Là anh Cường á phải không? Anh Cường lên đó hả? Hoàng. Hoàng Cường hả? Bà. Hoàng dạ. Em trai. Dạ vâng. Arizona lên. Thì giờ nó đang túc trực đó thì nó thông báo tình hình cũng mẹ cũng nó đỡ đi một phần. Ừ. Thì cũng cầu mong cho bà qua, nó không qua thì bà đi cho nhẹ nhàng. Để cho anh chị em tập trung qua bên đó với bà một ngày. Bây giờ ý của chị với lại anh chị em là muốn cho bà đi nhẹ nhàng phải không? Nói chung là cũng mong cho bà khỏe, thì xong nếu khỏe không được thì cho bà đi cho nhẹ nhàng. Đi nhẹ nhàng, nhẹ, coi như cũng nhẹ nhàng và nhanh chóng ha. Thì chương trình của Chúa. Nằm cũng xót ruột. Tại vì không nói được mà cũng không bất động á. Vâng, hiểu tấm lòng của chị. Rồi cảm ơn chị đã cho biết thông tin để cầu nguyện cho bà cụ một chút xíu ha. Dạ. Lạy Chúa, chúng con kịp lại với chị Nga cầu nguyện cho bà cụ Nguyễn Thị Bé 90 tuổi. Giờ này thì bà vẫn còn hôn mê, bà hồi tỉnh trong một giây lát rồi bà lại hôn mê lại cho đến hiện nay. Bà bị hôn mê từ hôm mùng 1 Tết cho đến bây giờ. Cha ơi, giờ này con cầu nguyện xin Chúa thương xót, đã ngót một tháng rồi. Con xin Chúa can thiệp và giúp cho bà trong danh Chúa Giêsu, như nguyện vọng của gia đình là muốn cho bà được khỏe mạnh. Vâng, chúng con cũng mong muốn điều đó và chúng con chúc phước cho bà cụ trong chương trình của Ngài. Chúng con giao võ bà cụ trong tay của Chúa. Chúa ơi, xin cho bà trong cái cơn mê đó bà cũng được thiên sứ của Ngài đến, giống như một số tôi tớ của Ngài trong lúc hôn mê thì thiên sứ của Chúa đã đến để nâng đỡ, để mà tiếp sức. Mà Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho bà, chính Chúa cũng đã hiện ra đối với những người Hồi giáo năm xưa và hiện nay cũng vậy, vì họ rất là tôn trọng giấc mơ, và Chúa đã hiện ra ở trong giấc mơ của họ để khải đạo, để cứu cả một làng thế nào, thì chính Chúa cũng làm những việc lạ lùng đó trong khi bà vẫn còn sống ở trên đất này. Chúng con cũng cầu nguyện cho tình hình sức khỏe của bà. Chúng danh Chúa Jesus Christ, chúng con dâng lên trong tay Chúa vấn đề này, mà như điều mà chị Nga và gia đình rất là trong đợi Chúa. Và Chúa, nếu như Chúa đẹp ý của Ngài thì Ngài cất bà đi, thì chúng con cũng cầu nguyện cho mọi sự được diễn ra một cách tốt nhất ở trong cái chương trình và trong cái ao ước của gia đình này. Và chúng con cũng mong muốn rằng qua cái tang lễ của bà thì chị Nga cũng sẽ trông đợi Chúa, vẫn trông đợi Chúa, vẫn tin cậy Chúa, vẫn yêu mến Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa. Vâng, vì thấy được những cái việc lạ lùng mà Ngài có làm trong lúc những ngày qua khi chúng con cầu nguyện, và Chúa có bày tỏ một vài điều thật là khích lệ đức tin của chị cũng như vọng canh của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, còn dâng mọi sự trong tay của Chúa, biết ơn Chúa, bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, và chúng con giao phó trong Chúa, trong tay Chúa tất cả những cái ước mơ và ao ước của chúng con. Chúng con sẽ không còn lo lắng nữa, chúng con sẽ sống bình an và bước đi bình an ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thỉnh con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Lạy Chúa. Bây giờ chúng ta cùng hiệp mầu với bà nội để bà nội chúc phước cho buổi nhóm ngày Chủ nhật tới đây, được ơn của Chúa mà bà nội cầu nguyện cho mấy ngày Chủ nhật Chúa ban phước dư dật quá. Dạ. Yeah. Bà nội ơi, bà nội cũng nhớ là Chủ nhật á thì có học trường Chủ nhật. Cái giờ á, cái giờ bên bà nội là 8:45 là trường Chủ nhật. Còn 9:45 là hội thánh thờ phượng ha, bà nội nhớ ha. Dạ. Yeah. Giờ của bà nội đó. Chủ nhật này đổi giờ rồi mục sư. Ủa, Chủ nhật này đổi giờ rồi hả? Ồ, cảm ơn Vi. Wow,
Vi không nói là dính 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 bẫy rồi. Thank you Vi. Đó, bởi vậy Thúy Vi là thư ký của Hội Thánh này rất là ích lợi nhắc những cái việc như thế này. Vâng, Chủ nhật đổi giờ rồi, vui quá. Vậy thì bà nội ơi, bà nội nhớ là 9:45 thì bà nội vô học trường Chủ nhật, 10:45 thì nhóm nha. Rồi ghi xuống đi, thôi bà nội quên á. Còn ở Việt Nam á thì muốn học trường Chủ nhật với Mục sư Trần Mạnh Hùng và Hội Thánh Vườn Nho, Hội Thánh Phục Hưng á, thì quý vị phải vô lúc 11:45 thì quý vị sẽ học trường Chủ nhật với Hội Thánh Vườn Nho 11:45 tối, 23:45 chứ, 23:45 đi. Nói vậy để cho dễ cho quý vị, 23:45. Vậy đi ha. Rồi, bà nội để con nhắc bà nội thường xuyên từ đây đến Chủ nhật. Rồi, bà nội cầu nguyện cho trường Chủ nhật, cầu nguyện cho buổi nhóm, cầu nguyện cho sức khỏe nữa, con cái Chúa được chữa lành. Nãy giờ nghe giọng Thúy Vi vẫn còn bị chưa có trong trẻo ha, Chúa chữa lành cho Thúy Vi. Cầu nguyện cho Mục sư Đông nữa. Sáng nay thì cháu Phúc đã cầu nguyện rồi, cảm ơn Chúa. Phúc đã cầu nguyện để cho Mục sư không có bị ho. Tối hôm qua tự nhiên ho ho quá chừng luôn, và sáng hôm nay thì đỡ rồi. Cho nên xin Chúa cho cái giọng thanh tiếng tốt để hát, để thờ phượng, để chia sẻ lời Chúa, để hầu việc Chúa nữa. Amen. Bà nội cầu nguyện cho tối thứ bảy con chia sẻ lời Chúa về cho Hội Thánh Vườn Nho và Chủ nhật, tức là nó rơi vào Chủ nhật ở bên Việt Nam ha, bà nội. Vâng, xin mời bà nội cầu nguyện. Dạ, cầu nguyện. Bà nội đi Chúa Trời, cảm ơn cha. Mỗi buổi sáng thì lại tươi nói luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Chúa ơi, chúng con là con cái của Ngài, chúng con thờ phượng Ngài, chúng con học việc Chúa. Ôi, chúng con hiệp bọc ở đây để cầu nguyện vào Ngài Chủ nhật. Chúa ơi, xin Chúa sức dầu trên Ngài Chủ nhật tới đây. Chúa cho anh chị em chúng con, tất cả là cơ đốc nhân, Chúa dạy chúng con trong cái điều răn thứ tư là hãy nhớ ngày yên nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tức là cái ngày yên nghỉ là ngày đặc biệt là mình đi thờ cùng Chúa, mình vô nhà thờ để gặp gỡ anh chị em con và nghe những lời giảng dạy từ các lãnh đạo chúng con và các mục sư. Ôi Chúa ơi, xin Chúa cho anh chị em chúng con, xin Chúa Thánh Linh ngày nhắc nhở mỗi người để không người nào bỏ ngày yên nghỉ, vì ngày nghỉ là ngày thánh. Chúng con chỉ đi thờ phượng Chúa thôi, chứ chúng con không có được đi cái nơi nào khác. Đó là những đúng điều răn của Ngài. Có 10 điều răn, nếu chúng con sai trật một điều là kể như chúng con sai trật tất cả. Xin Chúa giúp chúng con, Chúa ơi. Và chúng con cầu nguyện cho cô Thi Vi dạy trường Chủ nhật cho các đứa trẻ. Con nhớ lời hồi to, con cũng khoảng 5, 7 tuổi, 10 tuổi cũng vẫn phải học trường Chủ nhật. Đó là cái gây dựng em bé, những đứa trẻ từ lúc còn thơ ấu phải nhớ đến Chúa. Xin Chúa chúc phước trên đời tới của Ngài cô Thí Vi, để cô Thí Vi có nhiều sức khỏe, có giọng thanh tiếng tốt để mà dạy học cho các em thiếu nhi nhi đồng. Xin Chúa chúc phước cho cô Thí Vi được sức mới, sức khỏe của Chúa và ơn của Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài, cảm tạ Chúa. Bài giảng của Mục sư David Đông giảng dạy ở Hội Thánh Vườn Nho tại đây, Chủ nhật đây. Xin Chúa sức dầu trên đầy tớ Ngài. Chúa ơi, và Mục sư cũng có giảng dạy ở Cà Mau, Rạch Góc, ở các nơi. Xin Chúa sức dầu trên đầy tớ Ngài, Chúa ơi, để những lời của Chúa sẽ được gieo ra. Và chúng con cần lời của Chúa, Chúa ơi. Vì người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ Đức Trời. Các mục sư nhắc nhở lời Kinh Thánh, lời Chúa cho chúng con. Xin Chúa chúc phước cho Ngài Chủ nhật tới đây, thì có đông đủ người đi nhóm lại thờ phượng Chúa, để không một cơ đốc nhân nào bỏ Ngài Chủ nhật để làm nên Ngài Thánh. Xin Chúa chúc phước cho những người lớn tuổi, Chúa ơi, phải trung tín để dẫn dắt con cháu mình, cầu nguyện cho con cháu mình nữa. Xin Chúa cho các cụ được sức khỏe, được minh mẫn. Người già thì bị hay
quên, xin Chúa cho chúng con được có trí nhớ để chúng con hầu việc Chúa, chúng con cầu nguyện, chúng con khuyến khích và nhớ nhau để cảm ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Amen, cảm ơn Chúa. Một lần nữa con cầu nguyện chúc phước cho ngày Chủ nhật tới đây là ngày vui của chúng con, giống như là lễ hậu như ngày Chủ nhật, là chúng con được gặp gỡ Chúa, được nghe lời của Chúa và được gặp gỡ nhau trong thịnh tương yêu của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước cho chúng con, Chúa yêu thương chúng con, và chúng con khi nào chúng con cầu nguyện điều gì thì Chúa cũng đều nghe và Chúa ban phước hơn những lời cầu nguyện chúng con nữa. Con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa, xin Chúa ở cùng hội thánh Ngài. Chúa giữ yên của Ngài, Chúa sức dầu thành các vị lãnh đạo chúng con một lần nữa. Con cầu nguyện điều đó, và con cũng mong cũng ước là các vị lãnh đạo chúng con, tất cả các hội thánh của Chúa đều hiệp một lại với nhau để có những chương trình hội Chúa cũng như ca nhạc gọi là nông tốt của Sít sẽ trở lại cho chúng con hát ca ngợi Chúa thật là phước. Cảm ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, sẽ có lặp lại trên cái vùng đất Arizona này. Ôi, chúng con kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ trả lời cho chúng con. Chúng con vẫn kêu cầu Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Chúng con hết lòng dâng lên Chúa một ngày mới với tấm lòng tạ ơn. Xin Chúa chúc phước rõ ngày hôm nay. Amen. Cho từng gia đình nhỏ chúng con được bình an, sống theo phúc âm, sống theo lời của Chúa, làm sáng danh Chúa ở mọi nơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng không quên cầu nguyện cho các đứa cháu, đứa trẻ của chúng con nữa Chúa ơi. Chúa cho chúng nó được khôn ngoan, thông sáng, nhưng chúng nó kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan Chúa ơi. Vì chúng con là phụ huynh, chúng con có ơn để dạy chúng nó kính sợ Đức Chúa Trời từ lúc còn thơ ấu Chúa ơi, để được sự khôn ngoan thông sáng. Chúa cho chúng nó, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời cầu nguyện với tấm lòng tạ ơn Chúa, biết ơn Ngài. Chúa lắng nghe và Chúa hiện diện ở đây với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con biết ơn Ngài, và chúng con thành kính tôn vinh Cha và hiệp một cầu nguyện chung nhân danh nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của bà nội. Hallelujah. Bây giờ chúng ta sẽ hát một bài hát về sự thầm tín của Chúa. Tôi nghĩ là bài này cũng sẽ được đưa vô trong sự thờ phượng Chúa vào ngày thánh, vào ngày Chủ nhật tới đây, với cái đề tài tôi sẽ nói về vì sao chúng ta hầu việc Chúa, vì sao chúng ta được Chúa tha mà chúng ta lại yêu Chúa nhiều hơn. Bởi vì sự thầm tín của Ngài thật là lớn, và không thể lấy cái gì mà có thể đền đáp được. Nói đến công việc của Đức Chúa Trời, công lao của Ngài dành cho chúng ta. Thánh Chúa thần tín dường nào, Thánh Chúa thần tín biết bao. Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn giàu. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dần dường nào. Lòng thánh tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Giê-hô-va ôi, sự thần tín Chúa rừng lớn thay. Con bóng biên thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi. Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài. Thần xưa đã có, hôm nay mai sao còn hòa. Thần Chúa thần tín dường nào, Thánh Chúa thần tín biết bao. Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn giàu. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dâng nhường nào. Lòng thánh tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Thu đông xuân qua hà lại, đêm tam tiệc ban lại. Dân búa trên không tin nhật, nguyệt luân chuyên mai. Toàn thiên nhiên giới chứng minh, luôn thiên vai vang đài. Về thân tin lớn hoàng nhân, yêu thương trong ngài. Thánh Chúa thần tín dường nào, Thánh Chúa thần tín biết bao. Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn chào.
yêu tôi như yêu Chúa ban cho dư dật dương nào. Lòng thân tin Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Tâm tôi yên vui được tôi xóa hương mai cứu ơn. Cha chỉ nhân lương hiền diện lại khuyên đưa dẫn. Ngày nay sớm mai suốt tương lai hy vọng rạng ngờ. Hằng vui hướng phước tâm linh hoa mang muôn thờ. Thánh Chúa thần tin dân nào, Thánh Chúa thần tin biết bao. Ngày đêm tươi mãi lòng tôi cảm thấy ơn giàu. Yêu tôi như yêu Chúa ban cho dư dật dương nào. Lòng thân tin Chúa trên tôi, lòng thân tin Chúa trên tôi, lòng thân tin Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Amen. Cảm ơn Chúa yêu thương chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang phần cầu nguyện đặc biệt cho những người trẻ trong hội thánh. Giới trẻ thì cô Diễm sẽ mời cô Diễm cầu nguyện trong phần này. Quý vị cầu nguyện cho một người trẻ. Đây, tôi chiếu cho lên cho quý vị, con của anh chị Thái và chị Quỳnh. Anh chị thì sống ở Tucson nhiều năm, nhưng mà vừa chuyển sang Dallas, Texas, rồi bây giờ lại chuyển sang Florida sinh sống. Thì trong tuần qua anh chị có đến thăm gia đình chúng tôi. Rồi thì tôi thì anh là người mà mục sư Nguyễn Quang Thuận dẫn đến với Chúa đó quý vị, cách đây nhiều năm trước. Thì anh với chị rất là quý thương mục sư Thuận. Nhưng mà trong cái đại dịch thì anh chị không thể đi đâu được, khi mà nhất là lúc mà ông qua đời, ông về với Chúa, thì chỉ có mình tôi là quý vị biết rồi. Lúc đó thì chỉ có mình mục sư Đông trong cái câu chuyện này là người nhận lời gia đình để đến với trong cái tang lễ của mục sư, trong lúc các mục sư khác thì bị trong cái lệnh cách ly, thì các ông lớn tuổi các ông cũng không đi được, người khác thì bị bệnh vân vân. Thì khi mà xong hết rồi thì cách đây hơn năm trước, năm ngoái đó, thì anh chị có liên lạc và anh chị hỏi thăm cái mộ phần của ông, cái chỗ yên nghỉ của ông đó. Thì tôi có cho biết cái nghĩa trang Holy Cross. Thì anh chị đến và viếng. Nhưng mà năm nay thì anh chị trở lại lần nữa đó. Thì anh chị có rủ tôi đi ăn sáng thông công, thì tôi cũng cảm động để mà đi với anh chị, cũng muốn thăm lại cái chỗ mà ông mục sư Nguyễn Quang Thuận yên nghỉ. Đây bà nội thấy cái chỗ mục sư rồi ha. Dạ đó. Rất là thương ông. Dạ. Chúng tôi cũng có kỷ niệm, tôi cũng má tôi khi mà đến Arizona thăm tôi thì ông bà có đến thăm gia đình chúng tôi và hát tôn vinh Chúa, tôi đàn cho ông hát, vân vân, rất kỷ niệm, rất là nhiều kỷ niệm. Và cũng không ngờ rằng khi ông qua đời cũng chính tôi là người mà cũng dự phần ở trong cái cử hành tang lễ cho ông, rất là vinh dự trong vấn đề này. Và anh chị có thổ lộ một điều, đó là anh chị có đứa con gái 36 tuổi chưa có gia đình. Đứa con gái 36 tuổi là bác sĩ thú y nha quý vị, bác sĩ thú y, rất là yêu thú vật và giỏi và chữa cho mấy con thú này. Bà làm trong bệnh viện thú y, gọi là Animal Hospital. Cháu tên là Thái An, 36 tuổi, và hiện giờ thì cháu không có đi nhóm đâu hết á. Thì anh chị mới mong là chúng ta cầu nguyện Chúa để Chúa cho cháu đi nhóm lại. Thì tôi nói với anh chị là tôi hội thánh thì có cầu nguyện cho những người trẻ. Trong hội thánh thì con gái của em thì cũng 26 tuổi, nhỏ hơn con gái của anh chị 10 tuổi. Thì cũng đang cầu nguyện để mà cháu Thái An cũng có dịp để đi hội phượng Chúa. Rồi bắt đầu có những thanh niên như vậy thì các em sẽ bắt đầu quan tâm đến những người khác và kêu bạn bè mình đi thờ phượng Chúa chung, vân vân. Thì quý vị cầu nguyện để khi cầu nguyện xong rồi thì có ngày nào đó tôi sẽ gọi điện thoại cho Thái An để tôi mời. Và đặc biệt là Thái An biết đàn quý vị, cháu biết đàn, cháu biết hát nữa, nhưng mà chưa có sử dụng cái tài năng đó cho Chúa. Cho nên tôi thiết tha yêu cầu quý vị
cùng hiệp một là cô Diễm cầu nguyện cho cháu Thái An. Đứa con gái này nó cũng rất là thích đi du lịch, thích rất là năng động. Theo tôi coi hình của anh chị gửi thì cháu cũng rất là năng động và có màu da bánh sữa, bánh mật. Đây cũng thấy những cái bộ dạng của cháu là rất là hăng hái, nhưng mà chưa có hăng hái với công việc Chúa, chưa có đi thờ phượng Chúa. Nên ta cầu nguyện rồi một ngày kia tôi sẽ liên lạc để mời cháu đi thờ phượng Chúa và dự phần ở trong sự thờ phượng. Cầu nguyện quý vị, Chúa đưa những người mới tới là một lẽ, nhưng những người lâu rồi không có đi nhóm á, bỏ nhóm á, cũng là một cái nguồn lực rất là đông. Họ tài năng lắm. Họ ở đâu đó mà họ không đi nhà thờ, họ đi tin Chúa lâu năm rồi họ bỏ, họ không đi nhà thờ phượng Chúa. Như là dâu của thầy Tịnh với cô Hòa cũng vậy. Họ có đứa con dâu em Thiện Ái. Chúng ta cầu nguyện cho Thiện Ái, cũng là thanh niên của một hội thánh Tin Lành Việt Nam hơn 20 năm trước, nhưng mà bây giờ thì không đi thờ phượng Chúa. Xin chúng ta kêu cầu cho những người đã tin Chúa mà bỏ nhóm, rồi cầu cho Huy, Nhật Em, Phương Vi mới tin Chúa hơn năm qua cũng không đi nhóm nữa, mà thanh niên đó nhiều lắm quý vị. Chúng ta kêu cầu Chúa trong danh sách mà những người tin Chúa đến nay đã trên 50 người á, mà chỉ đi chưa tới 1/3 số đó là trung tín hội thánh của Chúa, thì người mới không à, mà chúng ta chỉ có 1/3 những người mới đó là đi nhóm thôi, còn lại 2/3 tôi đang ước lượng cái con số mà tin Chúa rồi bỏ không đi nhóm rất đông. Quý vị có nhớ đến những người đó không? Trong đó có những con cái là những người trẻ còn nhiều lắm. Vâng, chúng ta cùng hiệp mong với cụ Diễm giờ này để dâng lên cho Chúa lời khẩn cầu. Xin Chúa nhớ đến hội thánh của Ngài. Amen. 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 Xin mọi người hiệp lòng cầu nguyện. Lời khen Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Cha yêu thương đấng nhân lành. Buổi sáng hôm nay chúng con được hân hạnh biết ơn và diện kiến với Đức Chúa Trời của chúng con. Xin Chúa Ngài thấy tấm lòng của mỗi ông bà cho em chúng con trong phòng cầu nguyện mà nhận lời cầu xin của chúng con về những nan đề mà chúng con trình lên cho Chúa từ sáng đến giờ. Chúa ơi, con biết Chúa Ngài chăm sóc, con biết Chúa Ngài yêu thương quan phòng chúng con hơn những gì mà chúng con có thể suy nghĩ được. Và chúng con tin chắc rằng chúng con đang kêu cầu một đấng luôn luôn nhậm lời cầu xin của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con dâng những đứa trẻ trong gia đình của chúng con, trong hội thánh chúng con lên cho Cha. Chúa ơi, Chúa biết rằng mỗi một gia đình có những đứa trẻ từ ấu nhi, thiếu niên, thanh niên và những đứa đã trưởng thành lập gia đình đều là một cái trăn trở cho những bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ trong gia đình. Bởi vì Chúa ơi, lòng chúng con mong muốn chúng nó yêu mến, kính sợ Chúa, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Vì như vậy thì con đường chúng nó mới được vững vàng, không bị cám dỗ, không bị ngã quỵ, không bị thối lui. Vì ngày hôm nay ở ngoài đời, Chúa ơi, có bao nhiêu cái cạm bẫy, bao nhiêu những cái lời dạy dỗ cấp tiến quá tự do, làm cho những đứa trẻ chúng con nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện xin Chúa bảo vệ nó từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, để chúng nó là những người được Chúa sử dụng, để chúng nó là những người ảnh hưởng tốt đến bạn bè của mình thay vì bị ảnh hưởng xấu. Chúa ơi, sáng nay chúng con cầu nguyện Thái An, con của Triệu Quỳnh lên trong tay của Chúa. Xin Chúa nhắc lại tình yêu ban đầu của Thái An đối với Chúa, và xin Chúa dẫn thêm về nhà của Cha. Chúng con cầu nguyện để Chúa đưa nhiều thanh niên đến hội thánh Vườn Nho để Sam có cơ hội để hầu việc Chúa, để gây dựng. Thì đây là một trong những người mà chúng con sẽ cầu nguyện để Chúa làm ơn. Con cầu nguyện để Thái An quay về với Chúa và có những cái người tâm đầu ý hợp với mình để lập gia đình theo sự mong muốn của chị Quỳnh và anh Thái. Con cũng cầu nguyện cho con của bà Mục Sư Hồng. Cháu cũng đã lớn tuổi nhưng mà chưa có gia đình. Cháu cũng mong gặp được người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng trong gia đình chúng con những đứa trưởng thành, chúng con đều muốn cho chúng nó kết hôn với những người trong Chúa, nhưng mà làm sao có thể tạo điều kiện cho chúng nó được gặp gỡ, nói chuyện, kết bạn với nhau đây. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để có một cái buổi họp mặt cho những con cái của những người hầu việc Chúa, để chúng nó có thể gặp gỡ nhau. Chúa ơi,
Bởi vì chỉ có những đứa con của người hầu Chúa, chúng nó mới hiểu được cha mẹ mình, hiểu được hoàn cảnh của mình cũng như của người bạn của mình khi trong nhà có người hầu Chúa như thế nào, để chúng nó có thể dễ dàng thông cảm, kết bạn với nhau. Và chúng con cầu nguyện cho giới trẻ Cơ Đốc ngày nay. Chúa ơi, xin Chúa dấy lên lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa trong chúng nó. Xin Chúa cho chúng nó biết giữ đường lối của Chúa. Nguyện lời Chúa là kim chỉ nam, lời Chúa soi sáng bước chân của chúng nó, Chúa ơi. Bởi vì người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Vì chỉ có cẩn thận theo lời Chúa, lời của Chúa, thì chúng nó mới sống được công bình thánh khiết trước mặt Chúa, để Chúa ban ơn cho tương lai của chúng nó. Sáng nay chúng con cầu nguyện trong hội thánh Chúa, cho Mỹ, cho Nhân. Chúa ơi, con cũng nhớ tới bé Quỳnh, nhớ tới Hải, con nhớ tới Alisa, con nhớ tới Aiden. Chúa ơi, những đứa trẻ đã đến nhóm trong nhà của Chúa, và chúng con vẫn cầu nguyện để Chúa thương xót dẫn dắt cuộc đời của chúng nó. Và chúng con cũng cầu nguyện chúc phước cho những bậc phụ huynh nữa, sống làm gương cho các con của mình. Chúa ơi, đừng để những bậc phụ huynh tự conflict, tự có cái xung đột. Chính mình là muốn con mình yêu mến Chúa, nhưng mà mình lại không có yêu mến Chúa. Đây là cái tấm gương xấu cho tụi nhỏ, nó không có nhìn được Chúa qua đời sống của những bậc phụ huynh. Vì vậy chúng con cầu nguyện để Chúa ơi, trong gia đình chúng con có những đứa trẻ, xin Chúa cũng dạy dỗ, nâng đỡ và hướng dẫn chúng nó. Và những em bé trong nhà thờ nữa, trong đó có Victoria, Anthony, Peter, trong đó có Ian, con của cháu của cô Nga, có Moon, có Ethan, có Britney và có Aria. Những đứa trẻ ở trong nhà của Chúa được dạy dỗ bằng lời của Chúa. Con cầu nguyện cho các cháu bị hạnh dữ nữa. Amen. Chúa ơi, cháu có được lời của Chúa nuôi trồng ở trong cái đời sống của mình, để qua các cháu cha mẹ mình biết về Chúa Giêsu nữa. Chúng con cảm ơn Cha vô cùng. Chúng con cầu nguyện để Chúa ơi, cái thế hệ chúng con sẽ qua đi, chúng con cầu nguyện để có một thế hệ kế thừa tiếp theo, để Chúa giữ gìn, Chúa làm cho nó được mạnh mẽ, để có những người kế thừa trong nhà của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, sáng nay chúng con cầu nguyện cho các em thanh thiếu niên ở trong nhà thờ Mỹ, nơi chúng con sinh hoạt nữa. Nơi đây có một cái đội ngũ thanh niên rất là mạnh mẽ, cả những thanh niên ở trong vùng cũng đến, cũng về đây nhóm lại vào tối thứ sáu, tối thứ tư. Con cầu nguyện chúc phước cho mục sư Andrew, John là những người hướng dẫn các em. Con cầu nguyện chúc phước cho hội thánh, để họ có cái ơn truyền giáo. Và gần bên chúng con là có một cái trường cao đẳng cộng đồng. Con cầu nguyện Chúa để Chúa thương xót làm ơn, để Chúa ơi, những người sắc tộc ở trong đây, dân Việt Nam của chúng con nữa, được cứu, được nghe về Chúa. Chúa mở rộng bờ cõi của hội thánh Chúa. Chúa ơi, không chỉ ở thành phố Glendale thôi, mà lan ra những thành phố khác nữa, cứu nhiều thanh thiếu niên vào nhà của Chúa. Con cầu nguyện cho các bang thanh thiếu niên ở trong hội thánh vùng Arizona. Chúa ơi, Chúa cho mỗi hội thánh có những bang thanh thiếu niên thờ phượng Chúa mạnh mẽ, để thu hút những thanh thiếu niên ở ngoài đời nữa. Chúng con cầu nguyện ngày hôm nay để Chúa gìn giữ và Chúa dõi theo chúng nó. Chúa ơi, nếu mà chúng nó có đi sai lệch đường, thì Chúa phán trong lòng của chúng nó rằng hãy này đường đi, hãy noi theo. Amen. Chúa ơi, một lần nữa chúng con cầu nguyện Chúa dấy lên nhiều người yêu mến những trẻ thơ, những thanh thiếu niên, để dạy dỗ tụi nó. Chúa dấy lên nhiều người vào, được kêu gọi vào chức vụ dạy dỗ thanh thiếu niên. Chúa ơi, để chúng nó có lời Chúa cách vững vàng, chúng nó có mối quan hệ mật thiết với Chúa cách vững vàng. Chúa ơi, một lần nữa chúng con cầu nguyện cho những em trai, em gái ở trong hội thánh Chúa, chúng nó có cơ hội gặp gỡ nhau để kết bạn, và để chúng nó có những người bạn được an toàn ở trong mối quan hệ của những người bạn Cơ Đốc. Con cũng nhớ đến Yahoo ở tại trường đại học. Con cầu nguyện để Chúa ban sức khỏe cho Yahoo những ngày vừa qua, trải qua những kỳ thi rất là khó khăn, và Yahoo vẫn dành thời gian để đi thờ phượng Chúa với ban thanh thiếu niên, ban thanh niên ở trên trường. Con cầu nguyện chúc phước cho các em, để cái buổi nhóm thu hút nhiều bạn trẻ đến,
để được nghe về Chúa. Chúa ơi, chẳng những chúng nó chỉ tìm kiến thức ở đời này thôi, nhưng mà xin Chúa cũng củng cố để chúng nó có thêm kiến thức về lời của Chúa, vì lời của Chúa làm cho chúng nó được khôn ngoan, thông sáng. Chúa ơi, đây là những đứa trẻ, những cái tinh hoa của nước Mỹ. Con cầu nguyện để Chúa gìn giữ cái thế hệ này, để chúng nó ra trường sống ích lợi cho xã hội và có một cái niềm tin vững vàng nơi Chúa Giêsu nữa. Con cảm ơn Cha vô cùng. Sáng hôm nay chúng con một lần nữa dâng lên tất cả ông bà chị em lên trong bàn tay của Chúa. Con nhớ đến con của chị Lượm đi nghĩa vụ quân sự là cháu Quang Hy. Chúa ơi, xin Chúa ở cùng cháu ở nơi quân trường, Chúa ở cùng từng miếng ăn giấc ngủ, và Amen. Chúa cũng cho cháu có những mối quan hệ tốt với những đồng ngũ của mình, và Chúa cho cháu có ơn trước mặt những người chỉ huy của mình nữa. Ngài bảo vệ giữ gìn Quang Hy trong cánh tay toàn năng của Chúa, để qua cái đợt đi nghĩa vụ quân sự này, Quang Hy biết Chúa và nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình. Cầu nguyện cho anh chị ở nhà, Chúa an ủi và Chúa chăm sóc, bởi vì chúng con lo lắng cũng không làm gì được. Thay vì vậy, chúng con giao cái lo lắng đó cho Chúa, để Chúa an ủi nâng đỡ vợ chồng anh Tâm và chị Lượm. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con nguyện cho các con của chị được lớn lên yêu mến Chúa, kính Chúa và hầu việc Chúa giống như ước mơ của anh chị vậy. Con cầu nguyện cho các con, các cháu của chúng con, những đứa mà chưa có thật sự yêu mến Chúa. Chúa ơi, xin Chúa kéo chúng nó về nhà của Chúa. Xin Chúa thương xót qua cái lời cầu xin của chúng con mỗi ngày, qua sự cưu mang của chúng con mỗi ngày, thì Chúa ở cùng dẫn dắt chúng nó, và chúng con thấy có sự hy vọng vì chúng con có cầu thai cho chúng nó. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Một buổi sáng tốt lành, chúc phước cho bà anh chị em chúng con được sức khỏe, sức mới, và các anh chị em chúng con như Hồng Phúc, gia đình chị Lượm ở Việt Nam được giấc ngủ ngon và được Chúa phán bảo ngay trong giấc ngủ của mình nữa. Con cầu nguyện cho vợ chồng thầy Tịnh và con Hòa sáng hôm nay không có thấy vô phòng cầu nguyện. Con cầu nguyện xin Chúa ban sức khỏe cho thầy cô đi làm được mọi sự hành thông. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu nguyện cho Tuyết Hương, Thiên Ân, cô Nghe, Hồng Phúc, bà nội con và mục sư buổi sáng hôm nay được sức mới của Chúa, sống đẹp lòng Chúa, một ngày mới được bình an, được thỏa vui trong sự chăm sóc của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của cô Diễm, mà chúng ta cũng vừa mới hiệp ý để cầu nguyện cho người con gái của anh chị Thái, Nguyễn Đình Thái, và chị Nguyễn Lê, chị Lê Quỳnh, Nguyễn Lê Quỳnh, mà tôi vừa mới thông báo cho quý vị, là một bác sĩ thuốc y và đang sống ở cách ở Thánh Vương, ở thành phố Surprise. Dạ, nãy quên cái chi tiết đó. Thì em hiện nay không có đi nhóm ở đâu, 36 tuổi, ra cầu nguyện để rồi cháu có cơ hội để đi hội Phượng Chúa. Sau khi cầu nguyện xong, những ngày tới tôi sẽ cầu nguyện Chúa để liên hệ với lại cháu, để mà cháu đi. Như chúng ta cũng biết, có rất nhiều những người tin Chúa, những thanh niên tin Chúa, như là dâu của thầy Tịnh cũng đã một thời gian không có đi thờ Phượng Chúa, và cái nguồn lực đó cũng khá là đông. Còn quý vị cầu nguyện cho. Có một điều nữa đó là trong tuần qua thì tôi có suy nghĩ đến cháu Ethan, thì cầu nguyện cho cháu để tôi liên lạc với Hội Thánh Mỹ, bởi vì tôi nghĩ là cái buổi nhóm ở trong Hội Thánh đó, thì cho cháu thì cũng khó cho cháu, bởi vì cháu thì nghe tiếng Mỹ, cho nên để mình thử liên lạc với Hội Thánh ở bên Hội Thánh Mỹ đó, để họ cho có những thanh niên hay thiếu niên qua để rủ cháu đi qua bên Hội Thánh Mỹ, để mà trong cái thời gian chúng ta thờ Phượng Chúa đó, thì cháu có thích hợp, thích nghi với bên kia đó, thì cháu có thể sang bên đó để được thờ Phượng Chúa với Hội Thánh Mỹ bên đó. Chương trình học lời Chúa và báp têm thì vẫn giữ như vậy đối với gia đình của cháu. Cháu vẫn sẽ được chịu báp têm với Hội Thánh của chúng ta. Nhưng với cái sự sinh hoạt của cháu thì cháu sẽ dễ thích nghi hơn với cái môi trường ở Hội Thánh Mỹ. Đó. Thì tôi có nói chuyện trao đổi với lại Tommy, mẹ của cháu, thì mẹ của cháu cũng đồng ý điều đó. Bởi vì thấy mấy cái nhu cầu của con là như vậy, vì tao cũng phải hỏi trước á, hỏi trước và xin phép trước, thì chị cũng đã đồng ý.
Cho nên chúng ta cầu nguyện cho cái việc sắp xếp những thanh thiếu niên và trong đúng cái lứa tuổi để học lời Chúa của mình, được nghe, được học, được lớn lên, được tăng trưởng là điều quan trọng nhất ở trong niềm tin. Cảm ơn Chúa. Bây giờ thì chúng ta sẽ hướng về nước Mỹ và cầu nguyện đặc biệt cho cựu tổng thống Donald Trump. Thì trong tuần qua chúng ta có nhiều tin vui về ông. Thì chúng ta cầu nguyện cho vấn đề thứ nhất là ông đã chính thức trở thành cái người sẽ được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên tổng thống duy nhất ở trong cuộc tranh cử năm 2024 vào tháng 11 năm nay. Thì chúng ta cũng biết là ông đang đối diện với những cái luận tội, những cái cáo buộc của tòa án vân vân. Thì chúng ta cầu nguyện, tại vì hôm qua tôi có nghe một cái thông tin cũng khá là tốt cho ông, đó là tối cao pháp viện đó, thì chúng ta cũng biết là tối cao pháp viện đã từ chối cái việc mà gạch tên ông ra khỏi cái phiếu bầu của các tiểu bang, và tối cao pháp viện đang xem xét cái việc đối với một vị tổng thống có được miễn trừ cái việc truy tố hay không. Thì cái việc đó là việc chắc chắn rồi, được miễn trừ, chắc chắn là được miễn trừ. Thì nếu như mà tối cao pháp viện trong tháng 4 này, 25 tháng 4 thì phải, cái buổi đó mà thông qua đó, thì theo một số người nói đó, thì tất cả những cái vụ truy tố của đối với cựu tổng thống Donald Trump sẽ không còn hiệu lực nữa. Tức là ông hoàn toàn được miễn, được sạch hết tất cả với 90 mấy tội danh, trên 92 tội danh người ta truy tố ông, người ta chụp lên ông á, thì tất cả những cái vụ truy tố nào về cái việc vị tổng thống này, ông được miễn trừ hết. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho điều này, bởi vì chúng ta cần, nước Mỹ cần một người kính sợ Chúa để lãnh đạo đất nước này. Và trong cái tình hình mà người ta nói rằng với cái sự vỡ trận của cái việc mà dân nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ trên 7 triệu người rồi, khá đông, quá đông, cho nên nước Mỹ quá mệt mỏi và oằn mình với cái chế độ của cái vị tổng thống hiện tại, thì họ đã ngao ngán cái ông Joe Biden rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là họ có thể gian lận một lần nữa ở trong cái cuộc bầu cử, họ có thể làm bất kỳ điều gì do cái vấn đề và ông Joe Biden, ông cụ già đã già cỗi lắm rồi, để lên lãnh đạo đất nước mà ông chỉ là con rối thôi. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa binh vực nước Mỹ. Chả lẽ sự công chính của Chúa, sự công bình, những người công chính cầu nguyện, Chúa lại không nghe sao? Cho nên sáng hôm nay chúng ta cùng với rất nhiều con cái Chúa trên toàn nước Mỹ này cầu nguyện cho cuộc bầu cử, cho cựu tổng thống Donald Trump, cho những cuộc cáo buộc về ông sớm chấm dứt, cho tối cao pháp viện. Vâng, họ đã có 9 cái thẩm phán liên bang và tất cả đều đồng tình trong vấn đề đồng tình cho vấn đề là vẫn để tên của tổng thống Donald Trump trong phiếu bầu tổng thống ông khi ông bị phe cực tả họ đầu gạch tên. Cho nên giờ này hội thánh đóng vai trò là những người cầu thay, đứng ở trong chỗ sức mẻ, chúng ta cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, vì chúng ta đang sống ở đất nước Hoa Kỳ, chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện, và hội thánh là những sứ giả hòa bình để làm việc này. Cho nên chúng ta ý với Thiên Ân, mà chấp sự Thiên Ân sẽ dâng lời cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, cựu tổng thống Donald Trump và cuộc bầu cử tới đây. Amen. Amen. Dạ, xin mọi người hiệp ý vâng. Lạy Cha, giờ này chúng con đến với Ngài trong danh của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, là danh mà Ngài ban cho chúng con để chúng con nhận hết tất cả mọi lời hứa mà đã được hoàn tất trong danh của con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, và Chúa ơi, Ngài cũng ban chúng con uy quyền để chúng con sống trên đất này, Cha, khi Ngài dời chúng con từ vương quốc tối tăm và vương quốc sáng láng của con yêu dấu của Ngài để chúng con nhận được sự cứu rỗi. Và chúng con cũng làm công việc của Chúa là quỷ phá công việc của kẻ thù ma quỷ chơi, nó đang thống trị thế giới này dưới những con bản nghịch là những người chưa nhận biết Chúa, những người chưa nhận biết Ngài, đường lối của Ngài, và họ sống một đời sống theo ý riêng của mình, chơi, và ở dưới quyền của kẻ thù ma quỷ để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nên chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên những người lãnh đạo, chơi, là những người Chúa đã cứu vào vương quốc của Chúa để thi hành những công việc công chính mà Chúa đã dạy con dân của Ngài, chơi. Ngài dạy chúng con cầu nguyện cho những nhà cầm quyền, những để chúng con có thể sống một đời sống hòa bình, để chúng con tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa trong khi chúng con còn có cơ hội, chơi, bởi vì chúng con biết rằng chúng con đang sống trong thời kỳ ân điển này,
là thời kỳ mà Đức Chúa Trời đang kiên nhẫn với nhân loại. Ngài đang kéo dài nó ra để cho nhiều người nhận biết Chúa, để họ không bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục khi họ không nhận biết Chúa là ai. Xin cho chúng con biết tầm quan trọng của thiên đàng và địa ngục như thế nào, để chúng con không coi đó là những điều lấy làm chơi. Con biết rằng nếu nó không nghiêm trọng thì Chúa chúng con không cần phải xuống trần gian này để trở nên loài người như chúng con và hy sinh để cứu chuộc chúng con. Nên chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên Tổng thống Donald Trump và những con dân khác của Chúa, là những người làm trong phương diện chính trị chơi, trong vấn đề bầu cử sắp tới đây. Chúng con cầu nguyện xin Chúa chúc phước trên cuộc hành trình trong vấn đề bầu cử nhiệm kỳ thứ hai của ông. Cha, chúng con cầu xin Chúa chúc phước gìn giữ và Ngài ngăn trở những sự gian dối chơi trong vấn đề bầu cử. Chúng con cũng cầu xin Chúa sai thiên sứ của Ngài bảo vệ con dân của Ngài, bao gồm Tổng thống Donald Trump chơi, trong mọi việc. Xin Ngài ngăn trở hết tất cả những điều gì, điều xấu, những điều lừa dối chơi mà vua Chúa đời này dùng con của nó là những người không nhận biết Chúa ở trong sự tối tăm, và họ muốn làm những điều ác, những điều chống nghịch lại với lại thật lời Chúa, để họ thay đổi những luật lệ chơi để chống nghịch lại thật lời Ngài, là những điều đạo đức mà Chúa dạy cho con dân của Ngài chơi. Khi chúng con đi với Chúa, hai điều chính chúng con học về Chúa là vấn đề đạo đức chơi, và chúng con cũng học về những điều siêu nhiên mà loài người không có được. Có những quyền lợi chúng con có được trong Chúa, bởi vì chúng con tiếp nhận của Chúa Jesus Christ là Đấng đã hoàn tất để ban cho chúng con. Xin cho chúng con mỗi ngày được mở mắt ra để thấy được lẽ thật lời Chúa, để chúng con sống và làm theo chơi, để chúng con kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Xin cho chúng con có đức tin như tổ phụ Abraham của chúng con, là gọi những điều không thấy để thành thấy, như ở trong Roma đoạn 4 câu 17. Trời, chúng con, cho chúng con kiên nhẫn trong đức tin của mình, không dựa vào cảm xúc, lúc thì tin, lúc thì không tin, lúc thì lúc này lúc nọ. Đó là bởi dựa trên cảm xúc của chúng con. Người công bình sẽ sống bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Mắt thấy là một trong những năm cảm giác quan mà Chúa ban cho con người để tiếp thu thông tin trong đời này. Nhưng chúng con sẽ sống dựa trên lời là thật lời Chúa, là lời sẽ không bao giờ thay đổi. Để chúng con kinh nghiệm Chúa, chúng con sẽ không ngạc nhiên khi những việc dấu kỳ phép lạ xảy ra, bởi vì chúng con tin vào lẽ thật lời Chúa. Chúng con sẽ không ngạc nhiên khi chúng con trông cậy Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa, là Đấng toàn năng chơi, và chúng con trông đợi Ngài. Ngài sẽ làm một việc lớn, việc lạ, việc khó. Mà đối với loài người chúng con thì chúng con biết rằng chúng con bó tay, nhưng đối với Chúa chúng con thì không. Trời, và chúng con trông đợi Chúa sẽ thay đổi những chính sách, những điều sai trật những trong chính trị, và xin Ngài cũng ngăn trở những vấn đề nhập người qua đất nước Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp chơi, để làm ảnh hưởng tới người dân chơi về kinh tế, về chính trị và mọi mặt, và ngay cả những người khủng bố cũng có thể sử dụng con đường này chơi để làm hại đến đất nước này nhiều phương diện khác nhau, và ngay cả vấn đề buôn bán thuốc phiện mà những người trong cơ quan mafia họ cũng sử dụng những điều này để họ đem thuốc phiện vào đất nước Hoa Kỳ này để trói buộc con người chơi. Bởi vì chúng con biết rằng một trong những hình thức mà ma quỷ có thể chiếm hữu, có thể áp chế con người khi họ nghiện ngập, khi họ sống một đời sống bê tha, không theo lẽ thật lời Chúa. Chúng con cầu xin Chúa sử dụng Tổng thống Donald Trump và những luật sư và những người khác trong phương diện chính trị chơi để thắng cuộc bầu cử sắp tới đây, và để đất nước này có nhiều luật lệ sẽ được thay đổi. Chúng con biết rằng khi ông làm tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên thì ông đã đem nhiều sự thay đổi, và chúng con biết rằng thế giới tối tăm và quyền lực của nó thấy cái sự nguy hiểm của một con người sống công chính sẽ đem đến cái sự sẽ bày tỏ những cái điều xấu của nó chơi. Bởi vì chúng con sống trong ánh sáng thì bóng tối nó phải thối lui. Khi chúng con sống trong ánh sáng thì những điều tối tăm nó sẽ bị bày tỏ ra, và nó sẽ bị mắc cỡ, và nó sẽ, một là nó chịu thay đổi, hai là nó sẽ chống nghịch lại để nó đem cái đường lối cũ của nó trở lại. Nên chúng con cầu xin Chúa là Đấng sẽ giúp đỡ hội thánh của Ngài trong những ngày cuối này. Chúng con biết rằng cuộc đời này là cuộc đời tạm trên đất. Xin cho chúng con nhận biết Chúa là điều đầu tiên, và xin cho chúng con phục vụ Ngài khi chúng con
còn có cơ hội chơi. Bởi vì khi chúng con không phục vụ Ngài, thì có thể chúng con đang phục vụ ma quỷ và thế giới tối tăm của nó. Khi chúng con không đầu tư cho vương quốc của Ngài, khi chúng con biết được lẽ thật của Ngài và phục vụ vương quốc của Chúa, thì chúng con sẽ nhận được phần thưởng như là Chúa hứa cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con tin rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành và Ngài sẽ tiếp tục giúp hội thánh của Ngài đắc thắng như là điều Chúa đã làm và đã ban cho chúng con. Và chúng con sẽ tiếp tục kinh nghiệm Chúa nhiều hơn trên đất này khi chúng con nhờ cậy Chúa và vương quốc Chúa sẽ tiếp tục mở mang như chúng con đã thấy đã 2/3 những người trên thế giới đã tiếp nhận Chúa. Và chúng con tin rằng trong những thời kỳ cuối này Ngài sẽ sử dụng truyền thông và thông tin để cứu nhiều người hơn nữa, để có nhiều người sẽ nghe vào tin lành của Chúa Trời, và một là họ được cứu, hai là không. Nhưng mà chúng con biết rằng chúng con cần phải rao báo tin lành của Ngài để mọi người đều có cơ hội để nghe chơi. Và đó là cái sứ điệp mà Chúa muốn chúng con rao báo. Chúng con tin rằng cuộc đời chúng con có thể sẽ qua đi trước khi Chúa trở lại, hoặc trong thời điểm mà chúng con đang sinh sống cỡ mấy chục năm nữa thì Chúa trở lại. Thì xin cho chúng con là những con người biết giữ mình và biết sống đúng như là lẽ thật lời Chúa dạy chúng con, để chúng con không có hối tiếc bất cứ điều gì khi chúng con đối diện Chúa của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Dạ, xin chào bà nội, mục sư và mọi người.